ơi, mới làm gì đấy? Con đang làm khung tên. Khung tên mà cái này á, quá phiền. Con có biết làm đâu. Cái này làm đơn giản mà, để mẹ làm cho. Yes. À đúng rồi, mẹ làm đi. Con muốn phục thù trận đàn con hôm trước. À, con muốn phục thù trận hôm trước đúng không? Được rồi. Để xem hôm nay con có phục thù được không nhá. Ngồi đấy chờ mẹ. Để làm trò chơi, ta sử dụng 4 que kem, sau đó vẽ và cắt như hình. Dùng 2 que cắt đôi và cho vào giữa cánh cung, ta sẽ được một hình cánh cung như thế này. Dùng dây chun để làm dây cung, sau đó cố định vào cánh cung. Vậy là cây cung đã hoàn thành. Dùng một đoạn tre nhỏ để làm mũi tên, làm thêm hồng tâm hoặc dùng bóng bay để làm đích bắn. Cùng chơi thử nhé. Để làm xong rồi. Nhìn cũng được đấy. Con muốn đi đấu luôn. Yes. Ok, con thích thì mẹ chiêu. Trò chơi này sẽ có 2 vòng. Đây là vòng đầu tiên. Mỗi người sẽ có 3 lần bắn. Ai nổ bóng bay nhiều hơn thì người đó chiến thắng. Quá đơn giản nè. Đây, cùng bắn trước đi xem có đơn giản không. Một mũi tên mà vừa 2 quả luôn. Yes. Ghê đấy. Giờ đến lượt mẹ này. Con cũng nhìn mẹ bắn đây này. Mẹ cũng bắn ghê lắm đây. Đây mẹ cũng bắn hết rồi. Yeah. Vậy là vòng 1 con thắng. Yes. Con đừng có tự tin quá. Còn vòng cuối cùng nữa cơ mà. Vòng này ai bắn trúng gần hồng tâm hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Vòng này mẹ sẽ bắn trước. Ok mẹ. Con không phải nói đều, con thử bắn đi. Mẹ nhìn con đây này. Mẹ thấy con bắn có được không? Không phải dĩ, đây chỉ là trò trẻ con thôi. Mẹ không cho